Thì tôi cũng cố ý chờ đợi cái bộ kinh để tôi in cho nó xong, rồi thì khai giảng cho nó phấn khởi về tinh thần mà cũng là về kinh điển, tức là vật chất cho nó có đầy đủ. Nhưng mà nhờ in họ làm cho mà trễ nải quá, thành ra là tới bữa nay cũng chưa có. Chắc chắn là tuần sau có, chủ nhật tới có. Nhưng mà bây giờ thì là bắt đầu chuẩn bị tư tưởng để học kinh Pháp Hoa. Tất nhiên là cái lệ thường là các vị biết rồi lần trước, hay là tất cả bộ kinh mà trước khi tôi giảng thì tôi đều có nhắc lại những cái điều căn bản. Trước khi mình học một cái hệ tư tưởng, một cái hệ giáo lý nào trong bộ kinh nào đều có chuẩn bị tư tưởng hết. Thế thì bây giờ chuẩn bị học kinh Pháp Hoa trở lại lần nữa. Tôi nói lần nữa là tại vì là trước đây mình đã có nghe, có học rồi. Thì bây giờ thì những vị nào mà đã có nghe, có học rồi thì nghe thêm để cho nó thật là chín chắn, cho nó thuộc lào ra. Đương nhiên là trong này có những vị mà những cái lần trước giảng kinh Pháp Hoa chưa có được nghe, thì các vị đó được nghe lần đầu. Vì tôi nghĩ rằng là cái bộ kinh Pháp Hoa nó rất là gần gũi với tất cả Phật tử thường đến chùa tụng niệm, mà có những cái chùa thì chỉ tụng không mà không có cái điều kiện để giảng diễn để cho Phật tử nắm được cái ý tứ, cái lời lẽ Phật dạy gì. Vì vậy mà ở trong nước cũng như ở ngoài nước, hiện giờ có số Phật tử ngoài nước cũng rất thích nghe cái giáo lý của bộ kinh đó. Cho nên tôi cố gắng là giảng lại một lần này cho, để rồi thâu băng cho nó chín chắn, nó kỹ lưỡng. Có thể là để lợi lạc cho ở trong nước cũng như có số ở ngoài người ta cần thiết. Thì mong rằng là trong đại chúng và những gì mà thâu băng ấy, thì chuẩn bị để thâu cho nó kỹ, âm thanh cho nó tốt, để có thể là người khác người ta không có điều kiện đi người ta được nhờ. Thì chuẩn bị á, nghe bộ kinh nào cũng vậy, phải có chuẩn bị tư tưởng. Là giáo lý của đạo Phật không phải là bộ kinh nào cái giáo lý nó cũng giống nhau, mà sự thật là nó khác từng cái hệ tư tưởng một. Cho nên cái thường ngày mà Phật tử đi chùa lễ bái tụng niệm đó là mình làm những cái chuyện nghi lễ chung chung thôi, coi như nó bằng nhau hết rồi, một thứ rồi tụng kinh rồi lễ bái rồi cầu nguyện vậy đó.
thật sự ra cái giáo lý đạo Phật ở đó thì chưa có được lợi lạc gì đâu, mà cái giáo lý nó cao, từ thấp tới cao nó đi từng bước từng bước. Do vậy mà trước hết đó là tôi nhắc nhở toàn thể đại chúng về vấn đề thừa, chữ thừa ở trong đạo Phật. Trước hết là phải học về chữ thừa. Chữ thừa có nghĩa là cỗ xe là nó vận chuyển, thừa giả là vận chuyển chi nghĩa. Chữ thừa có nghĩa là vận chuyển, nó có nghĩa là như một cỗ xe vậy. Mà ở trong Phật giáo đó thì giáo lý của đạo Phật đó thì ta có chia ra, phân ra nó từng loại thừa, mà từ thấp tới cao thì có chia ra năm bậc, cho nên gọi là ngũ thừa Phật giáo. Tức là giáo lý của đạo Phật có chia ra làm năm thừa, năm loại xe. Và mỗi một loại xe thì nó vận chuyển, nó chuyên chở theo cái khả năng, cái vận tốc của nó khác nhau. Thì tu theo thừa của Phật giáo, theo ngũ thừa Phật giáo, thì cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, sự an lạc nó cũng có nhiều có ít khác nhau, giống như cái xe nó chuyên chở vậy. Xe nhỏ thì chở được nhỏ, xe bậc trung thì chở được nhiều người hơn, mà muốn đi xe đông người thì phải đi đại thừa, xe lớn. Và xe nhỏ tất nhiên là có khả năng chạy gần, xe bậc trung thì chạy đường xa nổi, xa hơn một chút nổi. Và muốn đi xe suốt chuyến đường dài thì phải đi xe lớn đầy đủ, tiện nghi, tối tân thì mới chạy được. Cũng như vậy, trong cái việc tu hành, khi mà chúng ta muốn làm người Phật tử thì chúng ta phải đi theo cái con đường dốc của đạo Phật, là từ nhân thừa đi lên thiên thừa, đi lên đó thanh văn thừa, đi lên đó duyên giác thừa, đi lên nữa đại thừa, Bồ Tát thừa, tức là đại thừa. Và từ đó đi lên tới cái đỉnh cao cột là vô thượng Bồ Đề. Đi theo một cái đường dốc như vậy. Thế thì là nó giống như đi xe thôi, đi du lịch đó mà. Mình có tiền mình đi du lịch, mua cái vé xe mấy ngàn đồng thì chỉ du lịch cái thành phố Hồ Chí Minh thôi. Rồi tiền thêm nhiều chút nữa thì đi du lịch tới Vũng Tàu, tới Hồ Cốc. Có tiền xa hơn nữa thì mới là mua vé đi Nha Trang. Có tiền nhiều hơn nữa thì mới đi mua vé ra tới Huế. Rồi tiền phải nhiều hơn nữa thì mới đi ra Hà Nội, rồi đi Lạng Sơn, Cao Bằng, rồi Sơn La, rồi đi luôn qua Trung Quốc cũng được. Mà tiền phải cho thiệt nhiều. Thế thì dựa theo cái khả năng, cái sức khỏe của mình, dựa theo cái túi tiền mua vé của mình, mà mình biết rằng mình sẽ đi tới đâu, đi du lịch tới đâu, mình dựa theo khả năng sức khỏe, và dựa theo số tiền mình có để mua vé. Thì cái xe đó, mình mua xe nào thì nó vận chuyển mình tới chỗ đó theo khả năng của nó. Việc tu hành cũng như vậy, dựa trên cái hoàn cảnh của gia đình, của bản thân, mình có thể tu tập theo cái thừa nào trong ngũ thừa Phật giáo, để rồi mình sẽ biết là cái quả nó đem lại cho mình ngang đâu theo ý mình muốn, và có được hay không. Nếu nó được thì mình phải làm thế nào. Giống như mình muốn đi xa thì mình phải bỏ tiền nhiều, mà mình chưa có bỏ được tiền nhiều, không có sức khỏe đủ ngồi nhiều tiếng đồng hồ một lượt thì không có được nghĩ tới cái chuyện mà mình đến ở cái chỗ xa. Cũng như vậy,
thường thường cái tâm lý chung mà người nào tới chùa là tụng kinh cầu nguyện rồi học tập, thì cái chuyện là nó thuộc về bình thường thôi, chưa có gì cao lắm. Đại để là có nhân thừa với thiên thừa có khi cũng còn chưa có, nhưng mà người ta có một cái ý tưởng á là cái ngày nào đó mình được về sanh về một cái cõi Phật, cái cõi Niết Bàn nào đó, thí dụ như vậy. Đó là cái việc mà do mình không học mà ra đó. Mình tưởng tượng như vậy đó là không có được đâu, không có trúng với đạo Phật. Mà vậy khi mình tưởng tượng rồi nó phí công mà nó không có đem lại kết quả. Vì vậy cho nên là cái việc đầu tiên mà sắp học là tôi giới thiệu về vấn đề thừa. Giống như trên cái đường du lịch tôi phân rõ từ chặng, tùy theo khả năng, sức ngồi, sức khỏe, tùy theo túi tiền bỏ ra mua giá. Rồi mình tự biết mình đi đâu thôi. Cho nên vấn đề thừa nó quan trọng lắm. Thế thì bây giờ trước hết là tôi giới thiệu về cái nhân thừa. Trong này cũng có những vị mới đi nghe đó. Thí dụ như có người hỏi bây giờ tôi muốn trở thành người Phật tử tôi phải làm sao? Có nhiều người hỏi vậy. Muốn làm người Phật tử bây giờ đầu tiên tôi phải làm cái gì? Thế thì muốn làm người Phật tử thì đầu tiên á, để bắt đầu đi vào cái chiếc xe nha, chiếc xe nhân thừa đây nè, xe nhân thừa mua vé coi như là cái thừa này là nó chuyên chở mình ở trong cái phạm vi đào tạo, xây dựng, uốn nắn, bồi dưỡng con người ở trong cái phạm vi của con người sống trong xã hội có an lành, có hạnh phúc, có tư cách trong gia đình nó hòa mục, na vui. Thế thì nếu mà cái người mà học Phật giáo mà học với cái nhân thừa thì nó đem lại cái quả báo ngang cỡ đó. Nên nhớ rằng tôi nói chữ quả báo đó đừng lấy làm lạ. Cái chữ quả báo không phải là người đệ tử Phật là quan niệm là khi mà nói tới chữ quả báo đó là ví dụ như là cái tai họa gì ghê gớm lắm, đau khổ lắm, thì người ta mới nghĩ đó là do nó ăn ở mất nhân thức đức thì bị quả báo ác nhân đau khổ vậy. Chứ không phải. Hàng ngày chúng ta đều là có tạo những cái nguyên nhân rồi chúng ta có cảm thọ cái quả báo bình thường trong hàng ngày. Tôi nói ví dụ như là muốn làm người Phật tử là công việc đầu tiên các vị tìm một vị thầy, một vị sư ni, sư bà gì đó, tùy theo cái nhân duyên. Chứ thiệt ra là người Phật tử ở thế gian cũng không biết ai để mà chọn đâu. Sư tầm đệ tử tầm sư vị, sư tầm đệ tử nan, cái câu đó người ta nói như vậy đó. Nhưng mà cũng không phải thật lắm. Người ta nói rằng là đệ tử mà tìm thầy thì dễ, chứ thầy mà tìm đệ tử thì rất là khó. Nhưng mà thật sự ra nói đệ tử tìm thầy dễ chứ cũng không phải dễ. Thật sự là do nhân duyên và do nghiệp báo có tương quan, tương duyên có gieo trồng từ đời này tới đời khác. Chứ cũng không phải tìm thầy đệ tử tìm thầy dễ đâu. Mà người xưa người ta nói rằng đệ tử tầm sư vị, mà sư tầm đệ tử nha. Cái người đệ tử mà muốn tìm một vị thầy cho mình thì dễ, mà thầy mà tìm cái người đệ tử để cho bằng lòng vừa ý thì khó. Là vì thực tế mà nói là ví dụ như giờ mình đi nhiều chùa, mình tìm coi vị thầy nào mà mình thấy mình có cảm tình, mình vừa ý, có thể làm thầy mình được. Mình đến đó mình yêu cầu cái vị này làm thầy mình để truyền tâm quy y ngũ giới pháp, tức là dạy cho mình cái cách tu nhân thừa mà. Thì chuyện nó nghe qua dễ dàng quá,
có quyền đi nhiều chùa, có quyền gặp nhiều sư bà, nhiều sư ni sư, nhiều thầy, nhiều hòa thượng để tìm. Cái gì là đệ tử tầm sư dĩ chứ gì? Người nào chưa dĩ, mình chưa kính làm thầy, chưa chịu quy y, mình lựa chọn cái người nào mình bằng lòng kính quý thì mình mới tôn trọng làm thầy, mình mới quy y, thì đệ tử tầm sư dĩ. Sư tầm đệ tử nên là đệ tử đông quá, muốn tìm một cái người mà có khả năng nhận thức cái tư tưởng của mình dạy dỗ cho nó nghe, nó bằng lòng, nó học theo cái kiểu của mình, thì làm sao mà biết đệ tử nào nó có cái khả năng và nó bằng lòng với cái đường lối tư tưởng của mình để mà truyền đạo mà dạy cho nó đây. Cho nên sư tầm đệ tử nên, điều đó người ta nói cái thế là nghe như là đúng vậy. Nhưng mà cái câu mà đệ tử tầm sư vị không phải nói vậy, là nói đơn sơ theo cái mặt cụ thể thực tế, nhưng mà nói sâu hơn là phải nói vấn đề là nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp, nghiệp lực quả báo có tương quan tương duyên, chứ không phải là đệ tử tầm sư vị rồi đi tìm một thầy dễ, hay là một vị thầy của mình dễ đâu. Dễ thì có dễ thật, nhưng mà chưa chắc tìm được một ông thầy mà có thể hướng dẫn mình đi trên con đường đạo lý chân chánh. À, nó không dễ là ở chỗ đó. Là vì cái ông thầy mà có khả năng truyền đạt những cái chánh pháp hướng dẫn mình đi cái đạo lý chân chánh, thì lại mình nghe mình nhức cái lỗ tai, mình không chịu được. Thế là mình không chấp nhận thầy đó. Vấn đề là ở chỗ đó. Mình nói thì là muốn ông thầy này dạy mình nè, là phải là cha mẹ chấp, là phải mua lấy tiền vàng bạc nè, phải là làm xó nè, cầu nguyện nè, giáng sinh nè, rồi là khai thêm xá hạt hướng xá này kia này để mà đốt ở dưới cho mẹ ông mà muốn tìm cái ông thầy như vậy. Mà trong khi mình đi nghe cái ông thầy ông bảo rằng nói làm cái đó là bậy bạ ngu si, ông bà nào mà chắc mà phải ở dưới mà hướng được cái thứ đó. Hình luật phạt khổ sai những kẻ nào làm giả mạo giấy bạc do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam phát ra, tức là mua ba cái đồ bậy bạ của chợ lớn đó, in ra đô la dởm giờ bắt dự án tử hình ở bên ngoài đây, làm giấy 500 dởm đây đấy, tử hình đàng hoàng vậy mà sao người ta in ra đô la giả, có giấy 20, 50 có mua đốt cho ông bà cha mẹ mình xài, là nghĩa làm sao? Thế thì là muốn đi vô đạo Phật nên đi tu phải tìm thầy và gặp ông thầy, ông bác bỏ cái đó cái không dĩ rồi đấy, cái chỗ đó mới chết. Cho nên nó là sư tầm, để tới tầm sư dĩ cũng không phải dĩ. Tầm thầy dễ không phải dễ, khó lắm. Ông thầy nói đàng hoàng đúng cái điểm là mình không chịu nghe. Mình đi nghe những cái người mà dạy mình những cái ít bữa đi ghi tên đi con, thầy chở đi muốn bà đen này gặp tới rồi này. Lên này để xin đi tiền về mà ăn khá lắm. Trên núi mà dài mà núi bà đen mới rồi, cái này là tháng 2 này đi với thầy chở đi xuống với châu đốc, bà chú xíu dưới trời ơi, dây tiền về mà ăn khá lắm. Trong khi đi dây về đi nữa rồi đụng xe ầm chết queo hết trên cả xe. Đi ra thầy thiếm là ra cái chỗ cái gì đó về chở về là đi dây đàng hoàng về chết một lần 60 người. Có một cái thuyền cách đây rồi 15 năm nữa. Dân ở Bà Chiểu sớm tôi chết nhiều nhất. Thế thì là đi tìm thầy mà không phải ông thầy mà dạy mình như vậy là mình không chịu. Ông thầy mà dạy kinh điển bảo rằng là mình là Phật, tâm mình mà sống thanh tịnh là Phật, chứ không có gian xin cầu nguyện gì hết. Bằng cớ là ông Phật Thích Ca cũng là một con người mà ông sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì ông là được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, ông thành Phật, chứ không phải ai đâu vô đó cả. Thế thì là bây giờ đây Phật cho biết là mọi người là Phật, cho nên mọi người muốn thành Phật là mọi người phải tu sửa tâm tánh của mình, sống cho thanh tịnh, cho trong sáng, nó đúng với cái Phật tâm của mình, nó đúng với cái tánh thanh tịnh của vạn pháp bên ngoài, thì người đó có được niết bàn ở trên thế gian này mà không cần gian xin cầu nguyện giới cấm tâm hồn ở đâu. Thế thì ông thầy nói như vậy là đúng kinh điển mà lại không chịu nghe. Nếu không đi giao tiền, không đi thầy thiết, không đi lên núi Bà Đen để là xa giả là không nghe. Thế thì đâu có phải cái dễ đệ tử tầm sư dễ đâu.
vấn đề ở chỗ đó. Thế thì là trước khi mà làm thế nào để tôi trở thành một Phật tử, không khó mà khó. Đệ tử tầm suy nghĩ câu đó không có chân lý. Cho nên có những câu mình nghe mà không phải câu nào mình cũng nghe tuyệt đối. Đừng tưởng đệ tử tìm thầy dễ. Nó là nhân duyên, là phước báo, là nghiệp lực tương quan tương duyên. Thế thì là bây giờ muốn làm người đệ tử nè, để thành người Phật tử nè, đó là thứ nhất là phát cái tâm quy y Tam Bảo cái đã. Rồi song song với cái lễ quy Tam Bảo nha, không phải là một lần đâu, đúng ra là phải hai lần mới được. Nhưng mà thường thường á, các chùa các thầy giờ ta làm tắt, ta làm cho gọn, cho nhanh để trở thành đệ tử cho nhanh đó mà. Lã quy y cái là ta cho thọ, là ta truyền đạt luôn, ta nói về ngũ giới luôn. Cho đúng ra là phải, không được làm gì. Quy y là quy y. Rồi còn cái vụ mà ngũ giới đó nên để cho biết, rồi về rồi tự xét lại, coi coi có khả năng giữ gìn được giới nào, bao nhiêu giới ở trong cái ngũ giới. Tức là để chuẩn bị nhân thừa trọn vẹn là phải hai giai đoạn. Cái gì giai đoạn đầu ta gọi là quy Tam Bảo, chữ quy y tức là quy y Tam Bảo. Tam Bảo là ba ngôi báo. Chữ quy y có nghĩa là quay đề, có nghĩa là nương tựa. Giống như là con mà đi xa, hoặc là bỏ nhà đi rồi bây giờ quay về với cha mẹ, quay về nương tựa cha mẹ, nghĩa là không đi chơi quan là giang hồ đáng tử nữa, quay về nương tựa cho mẹ, sống với cha mẹ. Học trò đi làm việc thời gian rồi, bây giờ thì quay về nương tựa với thầy để học thêm những cái gì cần thầy truyền đạt, chứ không có đi mà lang thang trong giang hồ nữa. Chứ chỉ ghi bây giờ là quay về. Người hàng hải từ trong bờ mà vượt ra biển, ra trùng dương, rồi bây giờ muốn về thì phải quay nhìn cái ngọn hải đăng, cái chỗ mà mình phát xuất, cái bờ mà mình phát xuất, để quay về nương cái ngọn hải đăng mà quay về bờ. Chứ bằng không là cứ nó đi mãi ra ngoài thôi, thì mãi trong cái biển mênh mông, biển khổ mênh mông. Thế thì là đã vượt ra biển khổ mênh mông mà muốn vào bờ là quay về nương nơi cái hải đăng mà về. Thế thì là con người bây giờ vốn là Tam Bảo có, trong lòng mọi người có rồi, Phật Bảo trong lòng mọi người có rồi, Pháp Bảo trong lòng mọi người có rồi, Tăng Bảo trong lòng mọi người có rồi. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà Tam Bảo sâu đó, ta gọi là nhất thể Tam Bảo đó. Trong lòng mọi người có Tam Bảo. Nhưng mà khổ nỗi có cái là hồi nào giờ nó giống như là con là ở trong nhà cha mẹ, nhưng mà bỏ cha bỏ mẹ mà đi. Học trò là vốn là ở bên thầy, nhưng mà học chưa hoàn thành những cái gì mà thầy muốn truyền đạt lại cũng theo tiếng gọi của giang hồ, bỏ thầy mà đi. Người ở trên bờ, ở trên bờ mà nghĩa là đâm thuyền mà vượt ra biển, vượt biển rồi á, nó lạc mất phương hướng. Thế thì từ ở trên bờ mà vượt biển làm cho mất phương hướng, mà mất phương hướng thì bây giờ là muốn vào bờ là phải tìm cách quay về. Đó là cái nghĩa quay về, nghĩa quy y vậy. Con bỏ cha bỏ mẹ mà đi, bây giờ đi thấy đói khổ lang thang, bây giờ phải quay về trở lại cái chỗ cũ của mình là cha mẹ của mình.
trò bỏ thầy mà đi, bây giờ thấy rằng là tông chúng giang hồ nghề nghiệp của ta, võ công của ta chưa bằng thế hả, chịu nhiều đau khổ thua thế rồi, và quay về với thầy để mà tìm học thêm những cái gì cho việc đầy đủ của thầy. Đó là cái nghĩa quay về. Mà quay về như vậy nghĩa là quay về với cái chỗ của mình vốn đã có, cái chỗ của mình đã phát xuất. Thế thì cái nghĩa Quy Tâm Bảo là quay về nương tựa với Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà người hiểu thấp thì chỉ hiểu rằng là quay về với chùa, với ông Phật ngồi trên bàn, với những khoa kinh sách từ trên bàn và những ông sư bên ngoài để dạy dỗ cho mình. Hiểu cái nghĩa là quay về như vậy để đi làm cái lễ quy y. Điều đó cũng không phải là sai. Đầu tiên là phải làm như vậy. Nhưng mà thật sự ra đó là Phật Bảo mà trên bàn đấy, Pháp Bảo là để trên bàn kinh đó, và Tăng Bảo là những người hướng dẫn mình đó, chưa phải là quay về cái đó là mục tiêu chánh đâu. Cái đó là cái trợ duyên ở bên ngoài để tạo điều kiện cho mình quay về với Phật của mình, Phật tánh của mình, Pháp tánh của mình, Tăng tánh vốn có của mình, mới là cái quay về, mới là quy y của những người mà tầm sư vị ở chỗ đó. Đệ tử tầm sư vị nó không vị ở chỗ đó. Bởi vì thật sự mình đến mình làm lễ quy y mà. Mà nếu mà quay về mà quay về với ông Phật ngồi trên bàn thôi, quay về với kinh trên bàn thôi, quay về với ông sư thôi, thế thì là mình quay về ở nơi chùa là mình phải ở nguyên ở tại cái chỗ chùa đó. Chứ thì bây giờ mình không ở chỗ đó thì mình đi ra mình làm ăn gì chỗ khác thì thế là chẳng phải là vậy là chẳng lẽ là mình không còn cái nghĩa quy y nữa sao? Cho nên không phải là quay về ở nơi Phật Pháp Tăng ở tại chùa mà không, mà cái nghĩa sâu sắc của nó là quay về Phật tánh, Pháp tánh và Tăng tánh vốn có của mình. Mà Phật Pháp Tăng ở trong chùa tạo cái điều kiện lễ quy y là cái trợ duyên, mà cái người đó phải hướng dẫn cho mình quay về với nhất thể Tam Bảo của mình mới là có. Thế thì là bây giờ trước hết là phải quy y Tam Bảo bên ngoài, tất nhiên là phải gặp tìm thầy trước, chọn thầy như tôi nói nãy là tầm sư học đạo vị tham thiền, tử tùng nhân thân tạm khê lộ, liễu trí sanh tử bất tôn căn, phải tầm sư phải phóng đạo rồi sau đó mới quy thì mới tốt. Tìm thầy mình có thể tin tưởng được. Nhưng mà tôi nói nãy rồi, có những cái ông mà đáng lẽ ra người khác là tin tưởng được mà mình thì không tin tưởng, là vì cái chủng tử của mình là chủng tử của ngoại đạo, của tà giáo, của mê tín, của dị đoan, mà gặp ông thầy nói chân chánh là mình không nghe được. Ông thầy nói đúng chân pháp là mình nghe không nổi, cái động tới chi tự ái dân tộc của mình, tự ái cá nhân cho mình đó, nó động tới cái tự ác cá nhân của mình thì mình không nghe được. Cho nên lúc một lần mình tìm ông thầy vừa ý mình mà nó lại dột. Anh xin lỗi, nó lại dột, có nghĩa là nó mê tín như mình, nó dị đoan như mình. Thế thì là mình tìm ông thầy nó để làm gì chứ? Sách Nho người ta nói là chưởng thọ mạc chưởng thùy dương chi, kiết giao mạc kiết khinh bạc nhi, kiết bằng tu thắng kỹ mà tợ ngã bất như vô. Trồng cây đừng có trồng cái loại cây thùy dương, cái cây đó nó chỉ để dành làm cảnh đó. Cái loại mà dương liễu đó, nó dương liễu rủ đó, rặng liễu đều yêu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lệ ngà hàng, đây mùa thu tới kiểu của dương liễu đó. Cái thứ liễu đó để dành làm cảnh chứ không có làm gì. Cho nên trồng cây đừng có loại trồng cái loại cây đó, kết bạn đừng có kết với cái đó tầm thường.
cái tầm thường, các bạn mà phải những người bằng mình hoặc nó hơn mình thì mình mới học được với nó. Chứ nếu mà nó tệ hơn mình, nó khinh bạc hơn mình, nó mất tư cách, nó không có là phẩm giá gì, đội tôn đạo đức giá ra thì mình có cái gì nó phải làm gì. Thế thì tìm ông thầy, mà ông thầy vừa ý mình mê tính gì đó, ổng cũng mê tính gì đó. Mình đòi đi ra tiền, ổng còn đòi ra nhiều hơn mình nữa. Tiền thầy đó chi, trời mặt ơi. Mình không có phương tiện đi, ổng còn chở mình đi nữa. Thế thì tiền thầy đó là nguyên quá rồi. Cho nên á, bây giờ là tìm thầy rồi, xong rồi giờ thì nghiên cứu tìm thầy xong rồi, giờ thì là hương qua trà quả. Hương qua trà quả cũng khó à nha, vấn đề cho nó khó. Nó khó là cho nên là Thích Nho người ta nói rằng là Duy nhân năng làm người khó, làm người rất là khó. Tố nhân năng làm người khó. Tả đắc chỉ tận bút đầu càng cánh, tả chỉ cái duy nhân năng. Tả cái việc làm người khó đã giấy hết, ngòi giết khô hết mực. Tả cũng không hết cái vấn đề làm người khó. Bây giờ đây nè, lựa thầy rồi. Nhưng mà giờ giá như mình nghèo mà giờ mình lựa được ông thầy ngon lại cái chùa ông giàu quá trời quá đất. Mà mình mua nãy chiếc chim là với cái chục bông vàng, cái bình bông vàng thọ là vô cái chùa đó khẩu ổn rồi đấy. Chết là cái chỗ đó chứ. Ông thầy đó mình thấy có bộ được á. Ông nói mình nghe là được. Nghe có vẻ như là đúng ý mình, không có mê tín, không có gì đâu. Mà ông nói nghe có kinh điển nghe được. Nó không có giống như cái ông mê tín gì đâu kia. Bởi vì mình là cái dân cứng đầu mà, có trình độ mà. Nhưng mà khổ nổi cái là tiền ít sạch hơn. Mua bông nhận thọ có tiền 2-3 tấc già. Rồi mua nãy chiếc chim mà nó vàng vàng xanh xanh mà nó ốp ốp quá mà. Trời đất ơi. Nãy nha mà nhan phí đồng rưỡi một thẻ đó. Bó đồng tròn á. Cái này mà vô cái chùa mà bóng gì ơn. Cái gì giờ thấy cũng là đẹp hết trọi trên thì làm sao dám vô. Nó khó là cái chỗ đó đó. Thì tìm đâu được cái ông thầy mà nói kinh điển ngon làm vậy mà cái nhà lẹp xẹp muốn vô lúc nào cũng được, muốn hỏi câu nào cũng được, sao tìm ra ông đó đâu, nó có dễ. Bởi vì nếu mà thật sự ổng mà ngon lành thì ổng là sao ổng nghèo bằng cùng cái kiểu này. Mà nếu bằng cùng kiểu này mà mình vô dễ dàng vậy thì biết ông thầy có ngon hay không. Cho nên đâu đấy tìm thầy. Và nếu mà thật sự mà cái chỗ dễ mà với cái quà lễ mình có như vậy đó mà mình không tìm được thì không có dò trước được, mà mình đi đâu mình cũng làm lễ quy được đó, thì đó là cái chuyện quy đó coi như có thể không có lợi lộc gì hết, nó không muốn dẫn mình gì đó hết. Nếu ông biết kinh điển không sâu sắc, do vậy cho nên là vấn đề là mua bông mua quả làm lễ quy cũng khó. Thế thì thôi thì bây giờ làm kiểu nào đó vô được đi, làm lễ quy y. Quy y á, giờ làm lễ quy y thì vô đó ông thầy ông nói cho mình nghe. Trước hết là ông đốt nhang, ông nguyện hương, cầu nguyện tam bảo, ông nói tên mình, ông cho mình cái pháp danh. Pháp danh tức là cái tên đạo đó. Cũng như bên đạo khác, bên đạo Chúa thì gọi là cái tên thánh. Pháp thì không gọi là cái tên thánh mà gọi là cái pháp danh, tức là cái tên này là cái tên là cầu pháp để học pháp với một ông thầy để hướng dẫn về tâm linh cho mình, gọi đó là pháp danh. Do pháp danh tức là thiện minh, thiện quan, thiện tâm, dị tâm, dị đức, hạnh quan, hạnh hỷ, hạnh gì đó, do pháp danh cái tên mới. Nhưng mà cái nội cái cho pháp danh này cũng là khó rồi nữa. Trời, cho pháp danh mà của người ta một cái bà đàng hoàng có trình độ trí thức mà cho pháp danh là cái thiện, tên là thiện thơm. Trời, tôi nghe cái tôi rụng rồi đó. Thiện thơm. Rồi đặt cái tên là tên cho tiếng Diệu là Diệu Lòng. Trời ơi.
chuyện thơm dịu lòng. Thì có tên gọi là quán gì? Trời ơi, đó là tên thiệt mà tôi có nói, và các vị có dòng hồn, các vị còn là tôi cũng xin lỗi thôi, chứ nói vậy tôi nghe nó nhức cái lỗ tai tôi thì chịu không có nổi. Dây là phải gọi là chữ nôm, cái chữ lòng là chữ nôm, mà đem ghép với một cái chữ hán, chữ quảng là chữ hán, mà chữ dây là chữ nôm, không có viết chữ hán được. Chứ nó là tiếng Việt Nam phải viết bằng chữ quốc ngữ hoặc là gọi là chữ nôm, cháu viết chữ hán được. Là ví dụ như diệu tâm thì là viết được chữ lòng, là tức là tâm thì chữ hán viết vậy đó, nhưng mà với diệu lòng là chữ lòng là chữ nôm chứ không viết được. Mà đặt phóng danh như vậy là nguy hiểm vô cùng, cho nên là tìm mà ta nói là đệ tử tầm sư vị không phải vị đâu, tầm sư cũng nan lắm. Úc một cái tên cái về đau khổ dài dài. Thiện mà thiện thơm, thay vì là thiện hương. Ông này là nghĩa là tánh thì lành, mà sống đạo đức hiền lương, danh giáo giá địa vị nó tốt lành ai cũng biết, thì có thể là thiện hương. Nếu muốn nói thơm là có nói là thiện hương ha, mà đây viết thiện thơm. Còn cái tấm lòng tốt trong sáng, muốn nói là tấm lòng tốt trong sáng đặt dị tâm hay đặt dị lòng đó. Cho nên là tôi nghe mấy cái nó đau khổ ghê lắm. Nhưng mà do nhân duyên rồi do nghiệp lực, đời này qua đời trước rồi có nhân duyên nhau, thì ta cũng tìm thầy như vậy đó. Điều này cũng được, cũng có thầy vậy, nhưng mà nó khổ vậy. Thế thì cái câu mà đệ tử tầm sư vị cũng không phải là vị đâu. Rồi thì là ông thầy cho mình cái bức danh ha, cái lại ba lại là đàng hoàng rồi, là ông thầy phải giảng cho nghe nè. Vấn đề quy là phải vậy mới được. Chứ tôi hồi xưa tôi quy kiểu tư xưa, giờ tôi nhớ lại không có được gì hết. Nghe cái tên rồi ông thầy ông viết cho mình cái máy in sẵn rồi. Viết cho mình cái tên để trong đó, cái rồi ông đang để trên cái bàn tổ đó, cái rồi là lại lục xong rồi cái ông lấy đưa về, cái rồi mình mai cái túi để về bệnh hoạn lấy đeo. Trời Phật ơi, má tôi bà đem bà để trong cái hộp tất nguyên cả nhà tất bãi tóm cho máy ba mai bằng cái giải tay đỏ ra, thấy sợ muốn chết luôn. Mình tưởng nó cái gì là cái gì là ghê gớm bí hiểm, thần thánh tiên Phật gì trong đó, cất đầy trong cái một cái hộp đàng hoàng để kỹ lưỡng. Là lúc nào mà tôi nhớ mấy khi mà dẫn chơi rồi kia mình hơi ấm đầu nóng lạnh đó, cái là lấy đeo luôn. Đạo mô ở dưới đạo ăn mà cái ca không biết cái nam đệ tử này nó mình cái gì nữa. Tôi quy vậy đấy, không phải là ai đâu khác, cho nên tôi nói đây là chứng, nói trong thực chứng chứ không phải là chuyện mà thấy mà nghe nha. Đeo đàng hoàng thì cái máy còn giấy vàng thấy mới nể, chứ bây giờ mà in giấy
láng đẹp này kia, có màu xanh màu đỏ rồi chữ Việt là này kia, Thái Việt thấy không nể không? Kia chữ vàng mà in bằng son, rồi đóng thêm cái ống nữa phải không? Rồi thấy nể lắm, thấy phải rung à. Thế thì là ông thầy đó mới giảng về này mới được nè. Lại ba lại đòi đệ tử chúng con pháp là tên gì đó, thầy cho được pháp danh gì đó, hôm nay chúng con là quay về nương tựa với Phật. Họ nói rằng là quay về nương tựa với Phật tức là quy Phật, chúng con quy Pháp, quy Tăng, chúng con quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Dạy nói từng câu theo trong cái lòng thái, xong rồi nói cái lễ quy rồi, tức là mình qua đầu nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng rồi, ông thầy mới giảng cái lý nghĩa, cái ý nghĩa. Bây giờ này các con phải nghe, tại sao quy Phật không đọa địa ngục? Không đọa địa ngục nó có cái lý do của nó, chứ không phải là hãy lại ông Phật gì rồi gọi là quy Phật rồi kể từ đây không đọa địa ngục, không phải vậy đâu con. Bởi vì Phật ngày nay con nguyên tâm bảo mà, quy Phật tức là Phật bảo. Bảo là vì sao gọi Phật là Phật bảo? Phật bảo có nghĩa là Đức Phật là một cái đấng tôn quý báo màu trên đời không ai bằng. Vì ngài có cái do cái sức tu hành mà ngài được cái trí tuệ giác ngộ, cái quả vô thượng Bồ đề. Ngài có được vô thượng Bồ đề, ngài có được vô thượng Niết bàn. Ngài không hề bị những cái khổ luân hồi sinh tử ưu bi khổ não như chúng ta. Cho nên người ta gọi ngài là Thế Tôn, là cao quý nhất trên đời, vì vậy mà gọi là Phật bảo. Mà sao dĩ ngài mà được quý tôn quý nhất trên đời là tại vì ngài có cái trí tuệ giác ngộ nhận thức chân lý vô thượng, và ngài có cái sự an lạc giải thoát vô thượng, gọi là vô thượng Niết bàn, vô thượng Bồ đề. Và quý Phật không đọa địa ngục là vì kể từ đây tụi con đi theo cái phía mặt trời mọc. Mà người mà từ cái chỗ tối mà hướng về mặt trời sáng mà đi thì người này không bao giờ bị sa vào cằm hố trong gai ở cái phía mà âm u tối tăm rừng rú. Nó giống như là mình đứng ở giữa một chặng đường mà một bên thì là một cái phía đèn rất sáng rất đẹp, một bên thì âm u đen tối. Mà bây giờ ta bắt đầu ta quay lưng ta nương về cái phía mà đèn sáng cảnh đẹp ta đi, thì đương nhiên là ta sẽ không bao giờ bị những cái gì ở trong cái phía mà bóng tối này, nào là hầm hố, nào là chông gai, nào là sâu bọ, nào là rắn rít, nó không làm gì ta được, nào là thú dữ ha, nó không làm gì ta được, vì ta không có đi hướng đó nữa. Ta quay về ta nương tựa nơi cái phía sáng, ta đi ra cái đường sáng mà, thì ta không có đi trong cái phía tối tăm hầm hố chông gai và thượng cầm hạ thú độc hại nữa. Tuy như vậy chúng ta là một kẻ lữ hành ở trên cái trần gian này. Bây giờ đây ta quay quy Phật, tức là ta quay về nương tựa với cái đấng giác ngộ chân lý hoàn toàn sáng suốt và được vô thượng Niết bàn thanh tịnh. Quay về nương tựa cái đấng mà hoàn toàn thanh tịnh, không phiền não vô minh, cái đấng mà hoàn toàn nhận thức chân lý, thì ta sẽ nương tựa, ta học theo ngài, rồi ta cũng sống đúng chân lý như vậy, ta cũng có được cái bạn như vậy. Do vậy mà ta quay về nương tựa với Phật là không đọa địa ngục, là tại vì ta không đi vào con đường tối tâm, không sống trong cái sai trái, cái tội lỗi nữa. Do vậy mà người quy Phật có thể là không đọa địa ngục đó. Do vậy cho nên Phật là một đấng tôn quý, gọi là Phật bảo, mà mình cần phải quay về nương tựa, đó là cái nghĩa của vị Phật. Rồi là cái ngôi thứ hai, Tam Bảo mà. Cái ngôi bảo thứ hai, quý báu thứ hai là Pháp. Đây, chánh Pháp đây, Tam Tạng Kinh Điển, Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Mày chia đủ thứ. Thế thì là phải mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng đi nghe kinh, đi học đạo, đi nghe kinh giáo lý,
để mà dựa trên cái giáo lý đó mà tu tâm, mà sửa tánh, mà giữ gìn sửa thân khẩu ý của mình, về ý nghĩ, về lời nói, về việc làm, là phải học cái chánh pháp đó, kho tàng chánh pháp đó, Phật là kinh, là luật, là luận đó, quay về nương tựa với cái kho tàng chánh pháp đó để mà học đó. Nó giống như là tụi con vậy, nếu mà cha mẹ sinh ra đó là cha mẹ, mà nếu mà không có nhờ thầy mà dạy dỗ đó là nó không có kiến thức mở mang trí tuệ đâu, thì làm ăn nó nghèo khổ, nó bất lợi lắm. Mà sao vậy? Mà làm ăn mà mình biết lời, biết lỗ, biết hơn, biết thua, là có khoa học, có kỹ thuật, mà làm ăn tiến bộ là do có học hành. Do học hành mà làm ăn nó mới khấm khá được, mới có trình độ, mới có kiến thức. Thế thì là cũng như vậy, vào trong Phật pháp mà không có học chánh pháp là y như người sinh ra mà dốt nát, không có điều kiện học hành thì không có làm gì được hết đó con. Do vậy cho nên là phải quay về nương tựa với chánh pháp, để mà học chánh pháp, để hành chánh pháp, để sống theo chánh pháp. Cho nên là kể từ đây phải đi nghe chánh pháp đó. Đó là vị pháp, đó là ngồi bao thứ hai. Do vậy mà vị pháp, thế thì là quy pháp có nghĩa là quay về nương tựa chánh pháp, nghĩa là phải học chánh pháp, phải nghe chánh pháp, phải học chánh pháp để mà hành, mà sống theo chánh pháp. Đó là nghĩa quy y pháp. Chứ nữa ra nó thiệt hết thì sau này đó là cái nghĩa mà quay về nương tựa với chánh pháp là phải học để hành chứ. Giống như mình học trong trường học, lấy bằng cấp rồi là phải đem cái đó ra mà ứng dụng trong cái cuộc sống chứ. Mà lấy bằng cấp rồi mà đem về rồi treo cái bằng cấp để khoe với ai đó mà không hề ứng dụng cái gì, cái học hành gì trong cuộc sống, thế thì là có được cái gì đâu. Giờ học nữa công gia chánh mà học rồi đem cái bằng về rồi treo đó, cái sách cân tủ đó mà không hề nấu lần nào, thì là trong cái gia đình có nhờ cái gì trong cái việc mà học nữa công gia chánh đó đâu. Thế là quy cái ngôi pháp thứ hai là gọi là quy pháp. Quy tăng là các thầy đây. Các thầy tại sao mà phải quay về nương tựa các thầy? Các con đừng có tưởng là các thầy là ông thần, là ông thánh, là ỉa cái khổng thúi. Đừng tưởng vậy. Đừng tưởng vậy là ngu. Thầy là cái người làm cái nhiệm vụ chuyên môn và chuyên nghiệp trong đạo Phật. Cũng giống như là các con làm bác sĩ, làm kỹ sư, làm thương mại, làm thợ may, làm thợ xây nề, làm thợ mộc vậy. Mỗi một người nó có một cái chuyên nghiệp. Có như thầy vậy nè, tụi con qua thầy là ngon lành vậy chứ, mà thầy muốn đi đóng ghế ngồi là thầy phải vô mấy cái chỗ mà trang trí nội thất mà mướn mấy ông thợ đó. Thầy muốn làm ở trên nhà cũng phải đi năn nỉ thợ hồ cho họ xây, chứ thầy không làm được đâu. Còn các con mà tới với các thầy là tại thầy làm cái nghề chuyên môn cái này, thầy có thì giờ để nghiên cứu, để học hành. Do vậy cho nên bây giờ thầy lấy cái kiến giải chuyên môn của thầy, các con muốn đi con đường Phật không? Thầy nghe là thầy gọi là qua về nương tựa với tăng, tức là với thầy. Mà qua về nương tựa với tăng có nghĩa là qua về nương tựa là vì nhờ thầy là cái người chuyên môn học tu hành theo chánh pháp, và thầy đem cái đó mà thầy truyền đạt lại cho tụi con. Giống như bác sĩ vậy đó, người ta giỏi chuyên môn thì ông gì là ông, kể cả vua phán lệnh quyền hành ghê gớm vậy, mà tới chừng bệnh là phải đưa cho thái y, phải đưa cho bác sĩ trị thôi. Mà bác sĩ nó biểu nằm là nằm, nó biểu bạch áo ra là phải bạch, cảnh vỗ cho bịch không biểu lần đất lại phải lật xem cái sức chết. Vua mà phải nghe bác sĩ thôi. Là vì sao? Là vì chuyên môn của anh ta chắc cũng không phải gì cả. Thế thì thầy đây cũng vậy thôi.
Thầy đây cũng vậy thôi, đừng tưởng thầy là cái gì ghê gớm, đừng đòi hỏi thầy ghê gớm lắm, không cần. Thầy mà có ghê gớm lắm, có giỏi lắm, có là hào quang thiệt mỗi đêm đi nữa, tụi con cũng không có nhờ cái gì được hết, đừng có tưởng. Cho nên là kể từ ngày Quy Tăng này đó, phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, phải nghe chánh pháp. Thầy là cái người mà nói cái giáo lý truyền đạt cho tụi con nghe, để mà nghe, để mà học, để mà hành, để mà sống cho chánh pháp. Còn thầy á, thì như là nói vậy đó, là một cái người mà chuyên môn về cái này. Qua về nương tựa với thầy để mà nghe, mà học, mà hành cái này. Còn cái chuyện mà thành Phật là bọn con phải tự sửa ý nghĩ, sửa lời nói, sửa việc làm, sửa bản thân mình, sống đúng, sống hợp với chân lý, thì mới đem lại cái kết quả là quy tăng tất đọa bàn sanh. Không đọa bàn sanh là tại vì nghe lời hướng dẫn của các thầy mà không làm những cái nguyên nhân nào để thành ra ngạ quỷ xuất sanh, cho nên nó không đọa xuất sanh, chứ không phải là do thầy làm cho con không đọa bàn sanh đâu. Thầy có làm gì được hết, kể cả Phật Thích Ca cũng không làm cho con không đọa bàn sanh được, huống chi là thầy. Cho nên đừng có đưa thầy lên quá đó, mà thầy phình cái lỗ mũi lên rồi thầy ngã cái bịch thầy chết đó. Đừng có cần đưa thầy, mà chỉ cần nghe lời dạy của thầy thôi. Do cái lẽ đó đó con ạ, cho nên quy Phật không đọa địa ngục là tại vì con đi trên con đường sáng, mà con không bao giờ đi cái ngã mà có bóng tối thầm hố trong gan. Cho nên quy Phật không đọa địa ngục. Quy pháp bất đọa ngạ quỷ là tại vì qua về nương tựa, nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp rồi, con biết những cái điều gì là tội lỗi, cái nguyên nhân nào là nó đọa vào con đường ngạ quỷ. Mà mình không làm cái nguyên nhân đọa ngạ quỷ thì làm sao có đọa ngạ quỷ được. Do vậy mà quy pháp không đọa ngạ quỷ. Quy tăng bất đọa bàn sanh, qua về nương tựa với tăng thì không đọa bàn sanh. Bàn sanh tức là xuất sanh. Nhưng mà cái chữ xuất sanh đó, thì còn phân ra nhiều loại xuất sanh này xuất sanh kia. Người ta dùng cái chữ bàn sanh đó, thì là nói chung hết, một nghĩa một là nói suốt hết tất cả. Bàn sanh là cái loại mà nó đi cái sinh sống, không có đứng thẳng được. Thế thì từ thượng cầm hạ thú, bốn chân hai chân gì mà những cái loại nào mà đi cái sinh sống không đứng thẳng được thì đều gọi là bàn. Khỏi cần nói thượng cầm hạ thú, khỏi cần nói chi môn, mà nói chỉ bàn sanh là gồm hết. Còn chữ xuất sanh là ta có thể là ta chia ra thượng cầm hạ thú. Hạ thú thì là gọi là xuất sanh, mà thượng cầm thì có thể là còn thêm nghĩa lý nữa, mất công dài dòng. Cho nên ta nói quy tăng bất đọa bàn sanh, người nào quy tăng bảo á, qua về nâng tựa với tăng bảo là không đọa vào cái loại bàn sanh. Vì sao vậy? Vì nghe chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp do ông tăng truyền đạt, thế thì là đâu có tạo cái nhân của bàn sanh. Do vậy mà không đọa, chứ không phải thầy làm cho tụi con không đọa. Nhưng mà có người hỏi, ủa vậy thì quy Phật không đọa địa ngục thôi sao, còn phải quy tăng mới không đọa bàn sanh sao? Đó lại còn thêm cái thắc mắc nữa. Bây giờ thầy nói cho con biết, đừng có hiểu cái kiểu mà chia mấy món tỉ mỉ vậy, mà phải hiểu như vậy rằng là quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Nhưng mà không phải là cái nhân nào là nó, cái nhân đó nó thành ra cái quả cố định như vậy đâu, mà con phải hiểu rằng quay về nương tựa với Phật, quay về nương tựa với pháp, quay về nương tựa với tăng thì tụi con không đọa địa ngục ngạ quỷ và rốt sanh. Chứ không phải nhất định là quy Phật là không đọa địa ngục mà có thể đọa vào ngạ quỷ. Nó rắc rối chỗ đó. Thấy chưa? Tại người ta nói văn tự thì người ta nói như vậy. Quy Phật kỳ thật là phải nói rõ là quy Phật, quy pháp, quy y tăng, thì người đó
vì là học chánh pháp, hành chánh pháp, sống đều chánh pháp, nương tựa với bản chánh pháp chứ tăng, thì cái người này không đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa. Đại thể là như thế, là tại vì mình nghe rồi mình học rồi mình hành mà. Do vậy cho nên là đó là ông thầy các nghĩa về cái việc mà làm cái lễ quy tâm ở cho học trò nghe cho rõ đó. Giờ thì trong cái phái đó mà, ví dụ như cái phái của tôi ở đó nè, là giấy vàng nha, mỗi cái giấy vàng thấy hết hồn rồi. Rồi in mực đen, rồi đóng ấm chữ đỏ. Trong cái phái đó hồi xưa á, ta đề là Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng Pháp Thái Kệ Vân, tức là cái dòng của tôi tu đây là thuộc về cái dòng Lâm Tế Pháp Thái, tức là cái dòng Thái này là thuộc về cái dòng Lâm Tế, nó ở về cái Gia Phả ở cái chùa Thiên Đồng ở bên Trung Quốc. Cái ông cổ đó ông xuất ra, ông đặt ra một cái bài kệ rằng, bài kệ rằng Lâm Tế Gia Phả Thiên Đồng phát xuất từ cái Gia Phả, rồi phát xuất từ chùa Thiên Đồng. Cái dòng pháp này có bài kệ rằng: Đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhất lễ trung thiên, linh nguyên quảng nhẫn từ phong thổ, chiếu thế chơn năng giảng cổ quyền. Cái bài kệ đó đó, có nghĩa là cái đạo, cái gốc của đạo là cốt để thành Phật thành tổ, trước hết là để thành Phật thành tổ. Như mình đạo bổn nguyên thành Phật tổ tiên, minh như hồng nhật lễ trung thiên, cái đạo này nó sáng như là cái mặt nhật mình giặt trong lúc đứng bóng vậy. Linh nguyên quảng nhẫn từ phong thổ, cái đạo này nó là cái nguồn linh, nó là một cái thứ nước tư nhuận, nó là một thứ gió mát cho tất cả mọi loài mọi người. Chiếu thế chân năng giảng cổ quyền, cái đạo này nó là cái ngọn đèn chân thật, nó soi rọi cho cõi đời và nó treo dằn dặt từ quá khứ hiện tại vị lai. Đó là cái bài kệ của cái dòng Lâm Tế ở cái pháp xuất từ cái chùa Thiên Đồng ở Trung Quốc, bài kệ vậy đó. Rồi thì Lâm Tế Chánh Tông là bao nhiêu đời, rồi thầy là tên gì, rồi quy cho đệ tử pháp danh gì đó, họ cái lãnh đạo cái phái này. Rồi thì sau đó thêm mấy câu rằng là quy Phật thì bất đọa địa ngục, quy pháp bất đọa ngạ quỷ, quy tăng bất đọa bàn sanh. Sở dĩ là nhân bất sát sanh, rồi nghĩa bất thấu đạo, rồi lễ bất tà dâm, rồi tính bất vọng ngữ, là tính bất ẩm tưởng ha. Ta phối hợp, ta phối hợp rồi tam quy y, ngũ giới cấm, là với tam can và ngũ thường của chế độ phong kiến thời xưa. Thời xưa là có cái lúc mà cái giai đoạn mà Phật giáo lại với Nho giáo là cần hòa hợp với nhau để mà hưởng lợi, cho nên có lúc tranh đấu nhau rất dữ, mà có lúc rồi ngồi chung lại một bàn rất là thân thiện. Do vậy cho nên có một cái giai đoạn người ta gọi là cái cuốn Phật giáo quy nguyên, tam giáo đồng nguyên, đạo lão, đạo Phật, đạo Nho, tam giáo hỗn hợp lại. Do vậy cho nên ngày nay đó, trong kinh sách Phật là nó lộn xộn ba cái tư tưởng đó, mà hiện giờ không có người làm nổi cái tư tưởng đó tách ra. Hiện giờ là chỉ có tôi là cái người mà có thể tách tư tưởng đó ra, nhìn qua là biết. Còn bao nhiêu là các vị không làm việc đó, không ai để ý, cho nên là dạy đạo lộn tầm theo.
lấy cái của Nho giáo cũng có, lấy của Lão giáo cũng có, lấy của Phật giáo cũng có. Do vậy cho nên cái đạo Phật nó lộn tầm bèo, nó không có cao siêu gì cả. Lúc thì nói trên trời, lúc rồi nói dưới đất, nói lúc rồi nói dưới đáy sông. Là tại vì tam giáo quy nguyên cái lúc mà hòa hợp nhau mà. Cho nên tôi nói ví dụ như giờ mà đây cái vụ chết rồi mà mở cửa mã đó nè, thì cái vụ đó Phật giáo mà có. Nào là Đông Phương là mấy ông thầy là bốn cái trụ, Đông Phương là Giáp Ấp Mộc, và Nam Phương là Bính Đinh Quả, Tây Phương là Kinh Tân, Canh Tân Kim, Bắc Phương Nhâm Quý Thủy, rồi ở giữa là Trung Ương Mộ Kỷ Thổ, rồi bỏ ba cái ống trúc, rồi bỏ gạo vô muối đóng, đem ra đóng đó, rồi kéo cửa mã, kéo con gà, rồi trồng cái mía lao, bắt cái thang cộng chuối lên trên cái mắm mã. Cái chuyện đó đâu phải của đạo Phật, đâu phải chuyện của mấy ông thầy chùa làm, nhưng mà nó lộn xộn của cái đạo khác. Cái đạo Phật không có cái vụ Đông Phương Giáp Ất Mộc, Nam Phương Bính Đinh Quả, cái vụ mà ngũ hành là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái sinh ngũ hành, đó là cái thiết của là Lão giáo đó chứ. Nhưng mà do vì cái lúc mà tam giáo đồng nguyên đó mà, đạo Phật có, đạo Lão có, nghĩa là coi như viết sách viết kinh rồi lộn hỗn hợp vô để mà hài hòa nhau, để cho vui vẻ nhau. Đương nhiên là về cái mặt thế gian là vẫn có lợi, về mặt mà tục đế bình dân giản dị thì thấy là nó có lợi, nghe câu nào cũng có lợi hết á. Nhưng mà đi sâu vào cái triết lý giải thoát giác ngộ của đạo Phật á, thì có những câu đó nó thành một cái sức ì, nó rì sự giải thoát giác ngộ của người ta lại. Nhưng mà rồi cũng không ai tách làm chi, để vậy nó có lợi hơn. Nó giống như cái tiệm chập hô, vô mua mắm nục cũng có, cá mòi cũng có, mắm ruốc cũng có, trà cũng có, nhang cũng có, đèn cầy cũng có, giải dốc cũng có, đồ nhôm, đồ nhựa cũng có, cạo đồ cạo râu cũng có, cái gì mua cũng có. Thế là cái tiệm vậy là bán mỗi ngày thu hoạch nó nhiều hơn là cái tiệm bán có thứ một. Do vậy mà cũng ai muốn tách ra chi. Thế là cái chuyện quy đó nó dài dài rồi. Rồi tóm lại là ta cấp cho cái máy quy, mà lẽ ra là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, lần đó đáng lẽ là phải cho nghỉ chỗ đó đi. Ta quay về nương tựa được rồi. Rồi cái một lúc nào đó ông thầy ở trong cái chùa đó mới truyền, mới thông cáo ha, để về làm công tác thông báo ngày rằm tháng giêng hay tháng bảy mười gì đó, ngày tốt nào đó thầy sẽ mở một cái đàn giới truyền ngũ giới cho Phật tử đại gia, để thành cái nghĩa trọn vẹn là cái nghĩa của người ưu bà tắc, ưu bà di vào ngày nào tháng nào đó. Thế thì mở cái đàn tràng để truyền giới. Mà theo cái tinh thần mà dân chủ, mà thật sự dân chủ và có khoa học á, là theo ý tôi hồi xưa tôi ở Trà Vinh là muốn quy là phải học với tôi ba đêm, ba cái buổi tối để nghe giảng thì tôi mới ghi tên cho đủ mặt đàng hoàng ba đêm. Còn mà không nghe giảng đó thì là có ghi tên, rồi bữa đó tôi làm phái xong rồi tôi vẫn không thắng. Tôi hồi đó khó vậy, mà khó vậy bị ghét thôi chứ không có được gì hết. Thì cứ đưa quái đại cho người ta đi, người ta về ta cất cái đó rồi ta cứ ta đinh ninh người ta là đệ tử của mình, là lâu lâu ta đem mình nải chuối là mình đòn bánh tét chẳng sướng hơn là cất cái chữ này để làm cái gì. Ngu ông thầy vậy là thầy ngu, mà tẻ vui thôi cũng tánh trời biết sao, rằng quen mất nết đi rồi, tại cái nết nó vậy á. Bắt buộc người ta phải nghe ba buổi rồi mới tiền. Mà cái bữa đó bữa tiền mình tôi nói như nói đã giờ mà không có mặt, chú kêu ta không có mặt, vẫn không gửi luôn.
ai đại diện năn nỉ lê phái cũng không cho. Trời, ngu vô số kể. Ngu vô số kể lại bỏ mất đi cái người đệ tử. Biết đâu người đệ tử giàu thì sao? Thường thường đệ tử giàu nó không đi, tôi ý giàu nó không đi. Bài nào thầy cũng gửi về mình mà. Rồi mà nhà không đưa là chết rồi, mất đệ tử giàu rồi chết. Thế là nghe ba buổi á. Còn cái vụ mà muốn tiền giới cho người ta là ít nhất phải nghe một buổi một bài pháp, phải nói cho người ta rõ cái giới đó, nêu ra năm điều theo trong cái giảng đường và nói rõ cái công dụng và cho mọi người biết. Đừng có cấm người ta để tới chừng lên tới bàn Phật rồi đem ra nói những cái giới mà người ta chớ giới, người ta nghĩ rằng người ta không làm được. Thế thì gọi là thọ cái gì? Cái điều mà tôi nhắm tôi không làm nổi mà bây giờ tôi không cho tôi biết trước. Giờ tới đây là bảo là hỏi với là giờ có làm vậy, là có gánh giác nổi cái việc đó không? Nếu mà là tôi nói rằng là bạn bè ta nói dạ tôi gánh nổi, còn giờ có người nói ồ tôi nghe tôi sợ quá tôi gánh không nổi, thế thì nó cái sĩ diện của người ta. Thế là người nào hỏi chứ giờ giới thứ nhất giới không sát sanh, không giết người, các vị giữ được không? Thì giữ không được cũng nói dạ được, cái cho nó có cái sĩ diện chút. Thế là cái thọ giới như vậy là không có lợi đó nha. Cho nên lẽ ra phải dạ trước hết. Điều thứ nhất là không được giết người. Nhưng mà nói cái giới mà Phật tử tại gia là nói cái chữ giết người thôi, chứ đừng có nói cái chữ sát sanh nó hàm hồ như vậy, để cho người ta lâu lâu ta mần gà mần vịt rồi ta có đám tiệc trong nhà người ta. Thì mình khuyên họ đừng có giết thì tốt, mua cái đồ mà người ta bán thì tốt hơn. Còn nếu mà lỡ mà trong nhà chồng con gia đình nó khó thì người ta cũng có thể gà vịt đồ người ta cũng còn làm thịt mà. Mà mình dùng cái từ mà không sát sanh, không giết hại sát sanh, mà kể cả gà, vịt, cá, tôm, đồ đó thì cái người tại gia sao làm được? Cho nên phải nói cho rõ là cái người tại gia là không sát sanh đây có nghĩa là không có ý nghĩ giết người và không giết người, cả đó được rồi. Và nếu mà nói thêm nữa là kể cả những cái con vật lớn như là con trâu, con bò, con voi, con sư tử, cái mạng nó lớn quá, nó lớn hơn mình, mà nó sống lâu hơn mình mà mình giết nó thì đáng tội nghiệp. Cho nên đừng có giết cái loại lớn đó, cỡ vậy được rồi. Chứ còn cái thứ gà vịt nhỏ nhỏ hay là chim chóc hay là chuột bọ thì kia nổi giận đập cho nó cái bịch cho nó chết thì có sao đâu. Là nó cắn quần áo quá trời mà. Cắn quần áo quá trời mà nó chạy ra đập cho nó cái gì nó chết thì chuyện bình thường. Cấm thì làm sao mà nó thọ được. Cho nên là giới thứ nhất không được giết người. Đó, cho người ta biết trước. Nói cỡ đó thì người ta là có thể làm được đó. Với là cấm thì giết cỡ như con bự như là con trâu, con bò, con cọp, rồi con sư tử này kia. Nhưng mà con rùa nó nhỏ mà tôi nghe ai giết rùa tôi cũng thương nó nha. Là tại vì con rùa nó nhỏ nhưng mà cái sức thọ mạng của nó sống dài cả ngàn năm được. Nó hơn mình. Mà đoạn mạng một con rùa là đoạn một cái sức sống của người ta quá nhiều. Tôi cho rằng là không nên. Chứ còn như con những cái con vật thường thường á, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5 này, thì là nó không chết bây giờ thì sau này nó cũng chết. Cái thời gian mình cướp cái mạng của nó không có nhiều, mà cướp cái mạng của con rùa tôi nghĩ rằng tội ghê lắm. Con voi sống 7, 80 năm, con tê giác, con bò rừng này kia cũng sống mình 4, 50 năm, thì là dầu sao nữa cái mạng nó cũng còn thua cái mạng sống của mình ha. Nhưng mà nó sống về cũng dài mà mình cướp mạng sống nó quá nhiều. Còn tại sao tôi nói rằng như gà ăn vịt là cá tôm này kia đó, vì cái mạng của nó không có lâu lắm, mình có cướp đi nữa là cướp nó cũng ngắn. Còn có những con sống cả ngàn năm này qua ngàn năm khác, rùa ở ngoài Hà Nội ra một con là 500 mấy năm đó người ta rồi là nó chết rồi ta đem lên ta để trong cái hồ, cái đình Ngọc Sơn đó, rùa đó là 500 năm trước đấy. Cho nên là không sát sanh là không nên giết những cái loài
lớn như vậy hạn chế được là quý, còn loài nhỏ nhỏ thì khoan bắt người ta đã. Cái thứ hai là không được trộm cắp. Không được trộm cắp này là cái này là phải bắt buộc nói rõ cho người đệ tử nghe, là từ vật lớn như vàng bạc của báo, vật nhỏ như là trái ớt cộng hành người ta không cho, không được lấy. Cái điều đó phải nói cho rõ, cái đó là nên nói. Bởi vì một cái người mà có liêm sĩ, có lương tâm, có đạo đức, một vật dầu nhỏ mà người ta không cho là cũng không lấy. Mà lấy vật vật nhỏ đó mà mình vô liêm sĩ mình mới lấy được, mà người có liêm sĩ thì không lấy được. Thế thì là cái việc đó nên nói cho cái người đệ tử Phật. Cho thì nó lớn như vàng bạc, bao nhiêu đều không sao hết. Nhưng mà người ta không cho, trái ớt cộng hành trong cái giường của ta mà không có hỏi là cũng không được, không được rớ tới. Tôi học chữ Nho nó có những cái câu mà hồi nhỏ mình không biết hay, lớn rồi mình mới thấy hay. Qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan. Đi ngang qua cái ruộng dưa, dưa hấu, dưa leo ta trồng nó dưới đất kia nè, mà lỡ mà dép nó đứt á, là bỏ luôn chứ không có cúi xuống mà sửa. Vì cúi xuống mà sửa đó, người ta đằng xa kia kìa, người ta chỉ nghi ngờ, người ta chưa bắt mình đâu, mình chưa hái mà. Nhưng mà người ta nghi ngờ rằng người nào ăn cắp dưa đó, là người ta đã nghi trong, trong đầu của người kia là ở đây cái người quân tử ta không chịu rồi, đừng nói chi mà bắt. Cho nên đi ngang qua ruộng dưa, dép đất là bỏ, chứ không sửa dép, không cúi xuống để sửa dép. Đi ngang cội cái mận, cái đào, cái lý, mà cái mão mà nó dướng trên là bỏ mão luôn. Thế không chó tay lên vậy mà sửa, chó tay lên sửa đằng kia người ta dữ dần cho tao nói, à thằng cha nào đó, nó hái đào hái lý của tôi. Anh hùng là vậy. Cái người anh hùng là vậy, người quân tử, người trưởng phu là vậy, cẩn thận. Rồi có người hỏi vậy chứ là cái mã mất tiền có sao bỏ, mà nếu mã mất tiền thì cẩn thận, biết nó mất tiền thì cẩn thận, đừng có đi trong cái dướng, cái tránh nó dướng, đi ngoài cống. Còn nếu mà là không cẩn thận, không có tư duy, không cẩn thận, cái hậu quả thì để cho nó dướng cái mão tránh, cái khăn nó tránh thì là trong cái danh dự của người quân tử là phải hy sinh cái mão cái mũ thôi. Ghê vậy đó, đạo lý của người ta như vậy. Cho nên cái giá thứ hai là không được trộm cắp, là người ta cho hàng trăm lượng vàng cũng lấy được, cho cả bao nhiêu chiếc trời, trời tàu thủy gì lấy để làm tài sản đều lấy được hết. Mà một cái ớt cộng hành mà không có chủ, người trộm phu, người anh hùng, người có liêm sĩ ta không làm, không lấy. Cái đó nên nói rõ. Nhân phi nghĩa bắt nhau, vật phi nghĩa bắt thủ mà. Người phi nghĩa không chơi, kính gì dẫn chi, gặp chào hỏi cười cái gì rồi mà không có nói gì hết, không có thân thiện được. Vật phi nghĩa không xài, cái người đó mà không có nghĩa không tốt, đồ đạc cho không xài, lỡ có lấy rồi cũng bỏ cũng không xài. Cho nên là cái giới thứ hai là không trộm cắp, cái thứ ba là không tà dâm, không tà hạnh. Cái điều này thì ở xã hội khó, cũng khó, không phải ai cũng giữ được hết. Nhưng mà cái điều này giữ được là rất có lợi ích để giữ vững hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Cho nên cái này là cũng phải nói cái lợi và cái hại, để cho mọi người tự giữ về cái việc đó. Cái điều đó giữ được là tốt. Tuy nhiên là thực tế trên xã hội, mà thứ nhất là xã hội của châu Âu, thì cái vấn đề nó khó lắm. Người ta có thể tìm cái thú vui mà của mọi người, họ tìm cái thú vui, họ trao đổi cho nhau thì cái chuyện đó họ coi là bình thường. Nhưng mà cái phong tục của Á Đông thì là điều đó là điều chưa có bình thường được. Mà nếu bình thường đi nữa, nó cũng mất đi cái sự hạnh phúc của gia đình. Vì vậy cho mọi người phải giữ, có quyền, có đôi, có bạn, có vợ, có chồng, nhưng mà là chung thủy với nhau, là chân thật với nhau. Đó là giới thứ ba, phải nói cho ta biết trước.
người ta có quyền chưa hứa cái do đó. Cái thứ tư là không được nói dối. Nó chia là bốn cấp: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thề dệt, nói lời hung ác. Cái giới nó khó giữ nhất, họ nói rõ cho người ta nghe. Nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có, chuyện thấy nói thấy, không không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, đó là nói dối. Nói lưỡi hai chiều là tới A nói với B, B nói với A, làm cho hai người giận hờn xích mích lẫn nhau mà do mình thêm thắt, để cho gây cấn. Và nói lưỡi hai chiều, nói là theo dệt, tức là người ta không có nói những cái điều đó mà mình đã thêm vô. Người ta gọi là vẽ không đậm mà đồ mới đậm. À, cái câu nói người ta nói như vậy nó bình thường vậy mà mình đồ thêm như lần nữa với một ý mà dùng ý xuyên tạc cái là nó đậm ra, rồi dùng ý xuyên tạc lần nữa, người thứ ba đồ thêm lần nữa là nó thành ra cái nổi giận ghê gớm lắm. Đây gọi là nói lời theo dệt. Cái thứ tư, cái cách nói dối thứ tư là nói lời hung ác, thô bạo, tục tiểu, làm cho người ta đau khổ. Thế thì là bốn cái điều đó, nói chung là một cái từ là vọng ngữ, nhưng mà kỳ thật chỉ là bốn cách giữ được không, cho người ta biết đó. Học hành đàng hoàng, nói công dụng lợi ích rồi, cho người ta biết trước đàng hoàng vậy. Và thứ năm là không được uống rượu. Vì sao mà không được uống rượu? Rượu nó đâu phải là giết người. Nó chai mà rượu là chai lắm đó chứ bộ. Mà sao không cho uống? Rượu nó đâu phải trộm cắp. Rượu nó đâu phải là tà dâm tà hạnh gì. Mà rượu cũng có biết nói gì đâu, nó làm cho ai nói dối cái gì đâu. Vậy sao cấm uống rượu chi? À, nhưng mà đạo Phật thì là phải dạy mọi người đệ tử tại gia không được uống rượu là tại vì nó không phải là giết người, mà khi uống sai rồi nó có thể là nguyên nhân làm cho mất trí tuệ để giết người đó. Nó không phải là trộm cắp, nhưng mà khi sai rồi mất trí tuệ có thể làm những điều trộm cắp mất nhân phẩm vẫn làm đó. Nó không phải tà hạnh, không phải nói dối, mà khi sai rồi làm mất tư cách, mất nhân phẩm, mất trí tuệ là có thể tà hạnh, có thể nói dối, nói bất cứ cái gì mà kể cả giết hại bản thân cũng còn nói bậy được nữa mà. Do vậy cho nên là không được uống rượu. Nhưng mà trừ ra cái lúc bệnh hoạn mà ngâm thuốc rượu đồ uống không có sao. Hay là ví dụ như những cái người mà cái nếp tốt của uống rượu, ăn cơm rồi uống lon bia rồi uống cho ăn cho nó ngon rồi ngủ tốt đó. Nói đúng ra là ông Phật ông cấm, là ông cấm cái say kia. Chứ còn cái uống như vậy là ông có rầy. Nhưng mà nếu mà ông mở như vậy đó, rồi nay cho uống bia, rồi mai uống thêm rượu nặng hơn, rồi mốt rồi thêm vô hoài. Cho nên nó là cấm rượu. Chứ kỳ thật ra thí dụ như uống rượu nhẹ nhẹ mà đừng có say mà, đâu có sao. Đấy. Thế thì là giữ gìn ba cái pháp quy y, là gọi là quy tâm bảo, là giai đoạn thứ nhất. Thọ trì năm cái giới cấm như tôi vừa nói, gọi là thọ trì ngũ giới. Thọ ngũ giới, giữ gìn năm điều giới cấm. Trong đó người ta truyền giới cho ta biết rồi, người ta có thể giữ ba giới trong năm giới. Ví dụ như cái giới nói dối, thấy mình chưa có thể giữ được, khoan để đó. Về cái giới uống rượu, bên nam khó giữ lắm, khoan để đó. Ở thế này là thọ ba giới thôi. Ba giới thôi ta gọi là đa phần ưu bà tắc. Giữ trọn ta gọi là toàn phần ưu bà tắc. Nữ thì gọi là ưu bà di. Vì sao mình muốn giữ mấy giới? Nhiều thì gọi là đa phần, ít thì gọi là thiểu phần ưu bà tắc, ưu bà di. Trung Hoa là dịch cận sự nam và cận sự nữ, là cái người mà gần gũi với tam bảo, phục vụ tam bảo, đã thọ trì tam quy và những cái giới cấm đó, tùy theo đa phần hay thiểu phần. Mà theo tôi như nói đó, dân chủ là phải cho người ta biết trước, chứ còn có cái mà cái kiểu mà tới nơi rồi mới nói, rồi ai cũng hứa mà thật sự chưa có điều kiện để giữ
thì cái đó không nên đó. Thế thì là cái người nào mà thọ trì tam quy ngũ giới như vậy, mà giữ trọn tốt toàn phần ở bà tắc, toàn phần ở bà di, mà thật sự với lòng mình nhá, chứ không phải là hứa với mấy thầy, hứa tam bảo, hứa với bạn bè, mà với lòng mình. Đó là cái người đi trên cái cổ xe gọi là nhân thừa Phật giáo. Người này dứt khoát là ở đời là hạnh phúc an vui, gia đình hạnh phúc, con ngoan cháu hiền dễ dạy lắm, là do cái đức hạnh của mình. Ta gọi là nhân thừa Phật giáo, là Phật giáo xây dựng cho con người sống có hạnh phúc, có an vui, có tôn ti, có thượng hạ, có đạo đức, thành một người tốt trong xã hội. Ta gọi là nhân thừa Phật giáo. Cái người này đi cái cổ xe này là cái cổ xe nó chuyên chở cái đạo đức này, nó chuyên chở đưa người ta tới cái phẩm giá của con người, cái đạo đức của con người toàn vẹn để hưởng cái sự an lạc hạnh phúc. Ta gọi là nhân thừa Phật giáo. Vậy thì tu nhân thừa Phật giáo cỡ đó thôi nha, đừng đòi gì nữa. Đời sau các vị sẽ trở lại, mất cái thân này các vị dứt khoát là trở lại làm nhân thừa nữa, không bao giờ mất thân người đâu mà sợ. Bởi vì đạo Phật dạy mà hãy mua giấy xe nào thì nó chở mình tới chỗ đó mà. Phật nói mà, ai mua vé xe nào thì nó chở mình tới chỗ đó. Mua vé nhân thừa thì nó sẽ, cái đạo lý đó nó sẽ chở mình tới cái nhân thừa. Cho nên đâu có phải là tu là tới chừng cái lúc mà lớn tuổi rồi chết rồi khủng khiếp rồi sợ sệt rồi nhờ người này rồi cầu nguyện gian giá nhờ người khác cũng được, không có được, không có ai cầu nguyện được hết. Mà chính mình mua vé, chính mình lên xe mà tới, chứ không mua vé không lên xe không có ông nào mà lôi mình lên được. Lôi lên được là những người chủ xe, những người bán vé xe đó tống cổ mình xuống vậy thôi. Không có tiền mà lên xe, mà không có tiền mà hoặc là mới có 2 đồng bạc à, lên xe tôi biết mà đòi đi Hà Nội, trời đất ơi, đòi nghĩ tưởng rằng là tới Hà Nội, thì cái chuyện ảo tưởng qua đường của những kẻ si mê đần độn, người trí ai nghĩ vậy. Mua vé có 3.000 bạc à, mà lên xe rồi cái là nghĩ rằng tôi phải tới Hà Nội, sao được, mới có tu tâm quy ngũ giới thôi mà đốc nhan cầu nguyện cưới cầu cho con được lên cảnh như là niết bàn của cõi Phật này kia, sao được. Cho nên cái học đạo lý là phải học cho kỹ như vậy đó, rồi tự hành tàn hư thật tự gia cái mà quả phúc nhân do cánh dấn, thì cái việc làm của mình tự mình biết nhân của mình ở đâu thì cái quả mình hưởng ngang cỡ đó thôi, đừng hỏi quả phước với ai mà chỉ hỏi mình thôi. Thế thì là con nay là coi như là chuẩn bị về nhân thừa rồi phải không? Rồi. Okay. Rồi từ từ rồi học thừa rồi học tới thời giáo rồi mới học kinh Pháp Hoa. Rồi mới đi ra từ bậc vậy chứ. Chúng sanh vô thế thần liền độ biển não vô tận, pháp môn vô lượng thề nguyện học hóa Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Ngày xưa con bơ vơ trong đời u tối, trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con thoát cuộc sống chơi vơi qua bên kia. Sáng ngời ánh mặt trời,
chan hòa. Thầy ơi, đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô tin không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Thầy ơi, con xin hứa dù khó không lùi, theo chân lý con sống an vui, quay trở về nguồn tâm trong sáng, sẽ vượt thoát từ đem tâm đó lại cho mọi người, cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới, bài ca tuy không tên nhưng thật bao la. Lặng yên nhưng bao sương muôn loài xa vắng, tình thương nghe mênh mông bất tận không bờ. Bao la lặng yên.